Giỏi, con học chưa hết lớp 9. Con không thích đi học nữa, con nghỉ học cũng 2 năm nay rồi. Vậy mình có thể đi tu được không? Con sinh năm 2004. Thưa với quý vị đó, nhớ giùm sư nha. Học không giỏi á, thì đi tu vẫn được. Nhưng mà lười á, thì đi tu không được. Nó khác à. Thành ra nhiều khi mình phải coi cái lý do của mình á, là nó như thế nào. Tại vì bản thân quý vị vào chùa, quý vị cũng phải học thôi. Mình nghĩ là ở đời mình học thì vào chùa chắc có lẽ nó khá khẩm hơn, nhưng thực tế vào chùa các sư vẫn phải học rất là nhiều. Thậm chí sư phải nói là hầu hết những người sinh xuất gia thì rớt ở giai đoạn đầu, tức là giai đoạn học khi mà mới vào chùa. Học kinh, học nhiều lắm. Nhưng mà nếu mình qua không được thì mình cũng chịu thua thôi. Tuy nhiên á, mình siêng thì mình vẫn học được. Cho nên tôi mới hỏi với quý vị á, là coi lại coi cái chuyện mình học dở á, là do cái năng lực của mình kém, cái khả năng ghi nhớ mình kém, hay là do mình lười. Tại vì nếu như mà khả năng cái trí nhớ mình kém á, thì mình lấy cần cù mình bù thông minh. Người ta học một bài một ngày, mình học một bài một tháng cũng được. Cá biệt sư thấy đó, có vị đó học suốt mười mấy năm cũng tiếp tục học để xong. Cho nên là nếu như mà mình siêng thì cái gì nó cũng qua, còn nếu như mình lười á thì sư chịu thua thôi. Cái này là quý vị có vào chùa đi nữa thì một thời gian ngắn sau quý vị cũng chịu không nổi, quý vị đi về. Cho nên đừng nghĩ là vào chùa không học nha. Đó. Và còn nếu như mà quý vị không lười, quý vị có siêng năng, chẳng qua là mình học nó kém, thì vẫn có thể vào chùa. Và hoan nghênh đi vào. Và nhớ vào là phải học, chứ vào mà để thành một cái người gọi là chỉ làm đắp cái y rồi xong rồi không biết cái gì hết trơn thì sư không ủng hộ cái chuyện đó. Không biết về cái vấn đề này thì sư Tuệ Tường có ý kiến gì hay không? Đi Đức Hạnh Tuệ trả lời câu hỏi khá đầy đủ rồi, cho nên chắc xin lướt qua câu câu hỏi này.